tâm nha. Quý vị thân mến, chiều hôm nay chúng ta đang có mặt tại trung tâm thương mại huyện Quảng Điền, quý vị. Thì hôm nay chúng ta đi ngang qua đây á, thấy ở đây bạn nhiều món khách đóng lắm, nên chúng ta muốn quay một chút xíu để chia sẻ gửi đến toàn thể quý vị. Đầu tiên ở đây là quý vị thấy là nem nướng, rồi tiếp theo ở bên kia là gà, cánh gà, trứng gà nướng. Ở bên kia nữa là hình như là bánh xèo đó, khách đông lắm này, đông ơi là đông luôn, khỏi nghi ngút. Chị quán của mình là từ đây qua tới bên kia luôn hả chị? À, là hết luôn dạ. Ôi cha rớt rồi dạ, khách ăn là vô nhà ngồi dạ. Đã bên bạn nhiêu món chị hết. Ủa, cho cái này chắc là ướp sẵn rồi nè, đem ra. Dạ. Có buổi sáng, buổi chiều bạn. Cánh gà này bên bạn mấy tiếng? Cặp một cái 15.000. Cặp 30. Con ném thì mày cây gì? Cây 5.000. Cây 5.000 đem rau sống, rau chua ngọt, mà nó ném bốn. Dạ. Có đầy đủ rau sống luôn. Khách đông dễ sợ chứ. Hơn nữa là mình bán từ mấy giờ chị ha? 10 giờ đêm. Dạ, 1 giờ chiều là đã có rồi. Bán từ 10 giờ đêm. Em nhà mình tự sấy luôn này. Dạ. Một cái như thế là một nên là cũng riêng khay miếng khay đấy coi à. À dạ dạ. Nó là cái là mình bỏ theo khay mà sống được leo chua ngọt. Dạ. Lên em. Nắm cây lùi hoặc bốn cái là mình bỏ theo khay. Dạ. 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 Buôn thịt nướng mang về. Cho mắm mắm nếm cái gì? Anh lại gì hả? Anh. Đi mình qua đây xem ở bên đây nữa nè quý vị. Bán à? Ồ cha. Có bún sâu nghê nè. Bún thịt nướng nè. Bánh xèo ở trong kia. Ném chả. Đi. Ở xe chắc quán của chị nổi tiếng nhất quá hả? Nhiều quán. Mình bán được lâu chưa chị? Hơn năm hả? Dạ. Không chị bán lâu rồi, chị bán ở trong chợ chị. Dạ. Mà em mới ăn mình sale của chị lắm đấy. Dạ. Dạ. Em rửa cái bò vô tắm rồi em đây đây. Mình bán được chục món chị? Muốn bao nhiêu vậy em? Em thấy hơn chục món hả? Dạ. Khách đừng lấy là được. Dạ. Dạ. Hơn 20. Dạ hết luôn. Chỉ 7.000 cái chị? 10.000 hả? Tặng ăn được leo vào tặng. À còn trà nữa hả? Ừ, trà tốn chứng. Hãy đi.
Quý vị nào mà có dịp đi đến chợ ha, trung tâm thương mại huyện Quảng Điền á, vào lúc buổi chiều từ 1 giờ cho tới 10 giờ đêm. Quý vị mà chỉ cần đi ngang qua ở con đường Nguyễn Vinh ở đấy thôi là thấy ở đấy có một quán vỉa hè mà chúng ta thấy đông nhất cái chợ xìa này luôn quý vị ạ, đông nhất cái trung tâm thương mại này luôn. Tại đây chúng ta thấy chị bạn đa dạng các món, bún nghê, bún thịt nướng, rồi bánh xèo, nem nướng, trứng gà nướng. Một món như rửa thì trung bình 10.000, 12.000. Anh trai đang làm bún thịt nướng mà. Ở đây thì có chỗ ngồi ăn phía sau, vì nào mà muốn ăn thì lưới phía sau nha. À, bi 20, bún thịt nướng là 20 hả chị? Không, tùy, bình thường là 15, 20. Dạ. Còn rám là cả 2 ngàn. Dạ, bên rám là cả 2 ngàn. Đó. À, lón có cá hả? Cái em lón có cá rồi. Chỉ có cái rổ té nhỏ nhỏ sau khi mà chiên bánh xèo xong thì chị bỏ lên cái rổ té rồi. Ở ngoài miền Trung thì bánh xèo này nhỏ là đặc trưng vị nhỏ giòn. Ở đây cô ta có thấy là chả, đặc biệt là có chả. Anh lặc được đi, anh ngồi đó anh lặc đi. Cho em có cá không nha. Đó là 10 cái đi, 2 đi. Hả? Một bi vụn như này là 15k. Dạ 15k. Ai mua nhiều bạn nhiều. Dạ. Làm lia lia mắng kịp anh ấy. Ở đây có hộp nữa nè. Hộp có mắc đi hơn không chị? Không. Cũng 15k luôn à? 15. Có ở qua luôn đi trời. Đây quý vị ơi, cô ta quay xa xa một chút xíu để quý vị có thể hình dung khi mà quý vị đến trung tâm thương mại Quảng Điền nhé. Ở đây là ngay chính trung tâm thương mại nè. Đó, thì quán của chị nằm ở phía bên đây. Đó, cùng về tim quý vị ha.
nào mà đến Huế có đến trung tâm thương mại cũng như là đến bến đò Phuông Tộc á, có chạy đi ngang qua đấy thì có thể ghé. Đó, nằm đây. Ở trong đó là cái nhà xe, nhà giữ xe. Nhưng mà buổi tối thì không có xe thì quảng bỏ những cái bàn ở trong đó. Thôi quý vị nào mà muốn ăn tại chỗ thì có thể ngồi ở trong đó để ăn. Thôi, cho Phô Tha tạm dừng ở đây nha quý vị. Này Phô Tha định gọi mấy cái bánh xèo ăn quý vị, nhưng mà đông khách quá, chờ nãy giờ rất là lâu rồi. Nên Phô Tha nói thôi, nhà cũng ở gần đấy á, để bữa khác Phô Tha ghé. Bây giờ Phô Tha đi cổ việc rồi. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phô Tha. Quý vị nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh, ủng hộ cho Vina TV. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị.